nhắc đến ca sĩ Cẩm Vân thì Mai Thuyền nghĩ bất kỳ một cái người yêu nhạc Việt Nam nào cũng sẽ phải biết đến tên chị. Chị có thể chia sẻ cái cơ duyên mà chị đến với con đường ca hát là như thế nào không ạ? Thực sự là cơ duyên thì như Mai Thuyền nói thì Cẩm Vân thấy là đúng là cơ duyên, bởi vì Cẩm Vân nghĩ đây là một cái của trời cho mình và cái nghiệp trời cho, nên đó là cái duyên, đó là cái duyên, chứ còn gia đình Cẩm Vân thì không có ai trong nghề này cả. Thế thì gia đình chị có cấm cản chị khi mà biết là chị muốn đi theo con đường ca hát không ạ? Có chứ. Cẩm Vân nhớ là mình từ nhỏ đã mê hát rồi, lúc nào cũng nghêu ngao hết. 34 xong giải phóng vào thì ở phường đồ cứ nói là đi hát, bà cũng đâu có cho đi. Rồi sau đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mới đến với lại nhạc sĩ Triều Dân ở đài truyền hình này, đến nhà xin cho Cẩm Vân đi hát. Thì lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói là bé nó là một viên kim cương mà chưa có được mài dũa, nên anh chị cho đi đi. Thì lúc đó ba Cẩm Vân cứ nói là xướng ca vô loại. Ngày xưa thì đã nói câu đó, xướng ca vô loại, anh không cho đi. Cuối cùng là nhạc sĩ Nguyễn Tý thuyết phục lắm thì Cẩm Vân cũng được xuất hiện trên đài truyền hình. Cẩm Vân nhớ năm đó là năm cái Tết năm 80. Dạ, lúc đó chị bao nhiêu tuổi ạ? 20. 20 tuổi đúng không ạ? Thế trước đó chị có học nhạc viện hay học về cái gì không? Toàn là năng khiếu. Năng khiếu, dạ. Thế bắt đầu từ khi nào chị đi vào con đường ca hát? Khi mà Cẩm Vân đi vào đoàn ca nhạc giả tháng 8 thì lúc đó là mình chuyên nghiệp và lúc đó mới trau dồi. Mình bắt đầu là trau dồi theo nghề nghiệp của mình. Trong tất cả những ca khúc mà chị Cẩm Vân thể hiện thì có lẽ là cái bài hát, bài ca Không Quên thì không ai có thể là không mê mẩn bài đó. Đến bây giờ Mai Thuyền cũng vẫn mê bài hát này. Và dường như có rất nhiều những ca sĩ khác đã hát nhưng không có ai vượt qua được chị Cẩm Vân. Không biết đây có phải là bài hát mà thành công nhất trong sự nghiệp của chị không ạ? Cẩm Vân nghĩ đó là một trong những bài hát thành công nhất của mình. Nhưng mà Cẩm Vân nghĩ là mình hát được nhiều bài, được nhiều bài nổi tiếng, gọi là bài đóng đinh á. Nhưng mà đây là cái bài đầu tiên và gây ấn tượng nhất của Cẩm Vân. Tặng đây cho Cẩm Vân, xin gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã viết bài này cho Cẩm Vân hát. Chị Cẩm Vân thì mọi người biết đến không chỉ là một nghệ sĩ, một ca sĩ mà chị cũng là một nhà kinh doanh. Chị có thể chia sẻ lý do tại sao mà chị lại mở phòng trà này không? Trước tiên là vì mình vẫn còn vương vấn cái nghề này, rất yêu mà Cẩm Vân cứ nghĩ là có một cái chỗ để cho mình có thể mình duy trì cái nghề của mình và mình được hát. Một phần nữa là Cẩm Vân nghĩ là thấy anh Khắc Triệu á, anh còn đánh trống hay quá mà bây giờ mình không có chỗ mình chơi hàng đêm thì phí quá chừng luôn. Dạ. Nên vợ chồng mới nói là thôi bây giờ mình cứ làm. Cẩm Vân rất dở về kinh doanh, chỉ có là mình mở này để mình thỏa mãn cái đam mê của mình được cống hiến. Nếu như không làm ca sĩ thì chị sẽ làm gì? Cẩm Vân cũng không biết là mình sẽ làm cái gì ngoài cái nghề này, bởi vì đó, mê mà từ bắt đầu mà trưởng thành cho tới bây giờ là 40 năm, hơn 40 năm Cẩm Vân hát. Là chị hát mãi, mê hát, miệt mài, chị hát. Và nếu mà không làm ca sĩ thì Cẩm Vân chỉ muốn là bà mẹ của 5 đứa con. Hiện nay là chị có 5 đứa con. Có 2 đứa thôi. Mới tức là còn thiếu 3 đứa. Nếu mà Cẩm Vân nó không là ca sĩ thì Cẩm Vân muốn gia đình mình có tới 5 đứa con. Thế cho nên là thay vì có một cái gia đình 5 đứa con thì bây giờ phải đánh đổi cái việc là làm ca sĩ và có 2 đứa con rồi đúng không ạ? Vâng, câu trả lời rất thú vị. Nói về hôn nhân thì có lẽ chị Cẩm Vân là một người may mắn đúng không ạ? Khi mà luôn luôn có một cái người đàn ông sát cánh cùng mình. Chị có thể nói gì về anh Khắc Triệu ạ? Anh Triệu thực ra là anh là một người rất tốt với vợ con, chỉ có một cái là tánh nóng, tánh nóng, nhưng mà về vợ con là trên hết, cái gì cũng vợ con đặt hàng đầu. Thế còn hai cô con gái của chị thì có theo đuổi cái con đường nghệ thuật giống như ba mẹ không ạ? Hai cháu rất là mê hát, rất là mê, và gen nó cũng mạnh lắm, gen rất là mạnh. Nhưng mà anh với chị thì nói là thôi con đừng đi, khi mà con ra làm nghệ sĩ, con làm ca sĩ thì người ta sẽ soi nhiều hơn, là bởi vì con là con nhà nòi, nó cũng khó cho cháu. Mà cuối cùng là bây giờ là cô Út của chị đó thì hồi đó học ở Mỹ, bây giờ về với mẹ rồi, mê quá, cản cỡ nào cũng không được. Bây giờ thì Mai Thuyền cũng như là ekip của chương trình muốn có một món quà gửi tặng đến chị Cẩm Vân. Chị có sẵn sàng chờ đón món quà này không ạ? Và có tò mò đó là quà gì không ạ? Không biết cái gì. Dạ vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Hello mẹ, cái này là con đã thu trước ngày mẹ tham gia chương trình này luôn rồi nha. Con không biết là có bao giờ con nói với mẹ chưa, nhưng mà con là fan bự nhất 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 của mẹ luôn. Mẹ hát hay ơi là hay, đẹp ơi là đẹp. I love you. Quá dễ thương. Hello mẹ, tới con nè, con Su nè. Chắc là phát cái clip của Xin Chúa Con phải không? Nói là nó là fan lớn nhất của mẹ phải không? Không dám đâu, con là fan lớn hơn nó luôn. Hôm qua con trên Facebook con khen mẹ chứ nó đâu khen mẹ đâu đúng không? Nó nói bye. Rồi, dễ thương quá trời đúng không ạ? Chị cảm thấy như thế nào về món quà này ạ?
nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Không phải là đau khổ nữa mà là hạnh phúc. Cảm ơn con mới định nói cái chuyện này ra. Nhưng mà hai con nó xuất hiện bất ngờ quá. Thì Cẩm Vân nói tại sao mình khóc. Là hai con của Cẩm Vân là bị một cái tai nạn rất là lớn ở đi du học. Cháu bị lật xe và phải cưa xe ra và trực thăng câu đi để cứu sống. Thì cả hai đứa bị hai chị em chở nhau đi học Mỹ. Rồi cô nhỏ, cô lớn á, thì lúc trước là học về kinh tế. Sau cái tai nạn đó thì bé chuyển qua học về y luôn, học y tá. Sau bé tự học được 2 năm đại học thì bé tự chuyển qua học y tá, còn học ở bệnh. Còn bé nhỏ là bé Si đó, mà chị nói là sắp đi tới là sẽ là ca sĩ đó, đi hát. Thì bị nặng hơn, và bị gãy cột sống cổ và cháu bị liệt toàn bộ. Bị liệt hả? Liệt tứ chi luôn. Thì khi mà cháu, bây giờ thì cháu đi đứng lại được, đi đứng được tốt. Thì chị mới nói là ơn trên cho mình lại một đứa nữa, không được cấm nó gì, phải chơi, phải bù đắp lại. Thì bây giờ chị phải cho đi hát. Mà hai chị em á, chở nhau đi mà cái tai nạn rất là lớn. Đó chị chỉ muốn là chị chết thôi. Lúc đó lại vừa mất cái tiền trong nhà máy làm tôm khô ở một thời điểm luôn. Vừa mất tiền bên này là không còn đồng nào hết. Con thì bị tai nạn, chị phải chạy về nhà cho nó bán cái nhà lẻ lên cứu con mình. Xong mà bây giờ phải cứu con chứ bây giờ làm cách nào bây giờ. Mà em cứ biết là trước khi mà vào trong mổ đó, thì Si mới nói là yêu cầu không có cho mẹ biết. Còn tỉnh được nói được như vậy. Mình lũ liệt rồi mà chị còn nói là đầu thì tỉnh tỉnh là xin là đừng cho ba mẹ biết. Khi bé tỉnh dậy mổ xong ra mở mắt đầu tiên là mẹ biết rồi phải không? Cái mấy bác sĩ mới nói biết rồi mà lúc đó phải thở mà xin mở ra cho nói chuyện với mẹ. Thì lúc đó chị chuẩn bị chị bay qua bển, anh chị chuẩn bị bay qua bển thì Si ở đây nói là xin nói là mẹ ơi, mẹ hít sâu vô đi, mẹ thở ra. Mẹ hít sâu vô đi, mẹ thở mà chị đâu có dám khóc đâu. Cái chị nói mẹ đang chuẩn bị qua bay qua con qua tới bển đó thì nó hai chị em xin gặp nhau. Hai đứa đều nằm ICU là cái phòng cấp săn sóc đặc biệt. Hay cái xe mà người ta đẩy bệnh nhân nằm nói chuyện nhau vậy thôi rồi đi. Tại hai đứa nằm hai phòng khác nhau. Qua tới bển cái câu đầu tiên á, bác sĩ nói là nó muốn tháo cái ống ra, không muốn cho ba mẹ nhìn thấy là cổ thì phải đeo rồi, mẹp hết rồi. Rồi tháo ống ra để cho nói chuyện mà khi tháo ra không tự thở được tại bị phổi, dập phổi, gãy xương vai rồi đủ hết. Đầu thì bể hết nhiều lắm. Nên qua thì nó lấy cái ngón tay, chỉ có nguyên người liệt hết, chỉ có một ngón tay trỏ đây là nhúc nhích được thôi. Người ta đưa nguyên cái bảng chữ như vậy. Thì em chỉ mẹ đánh chữ, mẹ đừng la chị Su nha, tại Su chở đáng yêu quá. Nó nằm đó mà nó lo hết cho người này, lo hết cho người kia, lo mẹ phải thở hết sâu vô. Nó như vậy nó nên thành thử là chị, mình không có ngã được, nó gục ngã được. Mình không gục ngã được, mình gục ngã là ai lo cho con mình. Đó là cái điều mà chị, những cái giọt nước mắt hồi nãy là chị hạnh nhớ phúc, lại đúng không ạ? Hạnh phúc, dạ. Hạnh phúc. Nên thành ra là chị nghĩ đó, những cái gì bây giờ nếu mà thay đổi, đánh đổi, chị xin hết. Những cái gì mà khổ, đau khổ, chị, nếu mà phải đánh đổi một cái sự đó thì cho chị nhận hết đi, để con gia đình được bình an. Yeah. Đó là điều mà chị ước. Thực ra là nếu như một cái tai nạn nặng như vậy mà thực sự là bây giờ đã bình phục là đúng là phép màu ấy, đúng không ạ? Dạ vâng, rất là chia sẻ với chị câu chuyện ngày hôm nay. Chị không có muốn, hình như báo chí cũng không biết. Yeah. Không ai biết luôn. Không biết. Nên cái đó là chị cương quá. Chị ơi, thì bây giờ chị phải ủng hộ bạn ấy và phải cho bạn ấy sống đúng với cái niềm đam mê đó, của bạn ấy chị. Dạ vâng. Thực sự thì bất kỳ ai làm mẹ thì khi mà chị nhắc đến những cái đứa con thì luôn luôn mình mong muốn dành tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, giống như chị Cẩm Vân đã nói là chị muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để cho con mình được may mắn và hạnh phúc thôi.